Ai phải channel tìm hiểu cách rèn luyện bản thân để sống tử tế mỗi ngày, tử tế là một chuẩn mực đạo đức cần có ở mỗi con người. Vậy tại sao phải sống tử tế? Khi xã hội ngày càng phát triển cùng với đó là hàng ngàn vấn đề xảy ra. Tính xấu của con người cũng theo bản ngã mà lần át đi những đức tính tốt đẹp vốn có. Chính vì thế mối quan hệ giữa người với người trở nên xa cách thậm chí dẫn đến xung đột. Vì lẽ đó chúng ta cần phải tử tế với mọi người xung quanh để cuộc sống ngày càng tốt đẹp nói đến sống tử tế là gì cách để sống tử tế như thế nào thì rất dễ thế nhưng thực hiện được nó thì không phải ai cũng làm được bởi lẽ tử tế không phải là một bảng cửu trương để học thuộc thực hành được ngay mà điều đó xuất phát từ nhiều khía cạnh khác nhau môi trường sống giáo dục gia cảnh đặc biệt nó khởi nguồn từ trái tim và lòng trắc ẩn ở mỗi người trong mọi hoàn cảnh thì tử tế luôn được đặt lên hàng đầu lấy đó là phương châm sống của hầu hết mọi người vậy tại sao phải sống tử tế liệu một ngày nào đó sự tử tế không còn thì xã hội sẽ như thế nào sống tử tế giúp bản thân có được sự thanh thản trong tâm hồn luôn cảm thấy vui tươi khi làm một việc gì đó tốt và có ý nghĩa cho đời cho người người sống tử tế luôn tạo được sự thiện cảm kính trọng từ mọi người xung quanh sống tử tế giúp xã hội phát triển lành mạnh thế giới không còn bạo lực chiến tranh khi chúng ta sống tử tế với nhau thì mối quan hệ giữa người với người ngày càng trở nên tốt đẹp con người biết yêu thương và dễ cảm thông cho nhau sống tử tế được xem như một đức thiện trong mỗi con người vì thế chắc chắn may mắn cơ hội sẽ luôn đến với bạn ngược lại những người sống không tử tế luôn có những hành động suy nghĩ đổi bại thì nhất định xã hội sẽ lên án bài trừ luôn bị người khác né tránh không muốn tiếp xúc và cho đó là thành phần dưới đáy của xã hội khi sự thiếu tử tế bao trùm lên xã hội sẽ dẫn đến hỗn loạn mối quan hệ giữa con người với nhau xảy ra mâu thuẫn xung đột Chính vì thế, chúng ta nên sống tử tế với nhau để tạo niềm vui. Hạnh phúc trong cuộc sống tử tế là một cụm từ rất đỗi quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mấy ai hiểu hết được ý nghĩa và giá trị thật sự của nó? Tử tế được hiểu đơn giản là một hành động hoặc một trạng thái tâm lý thể hiện bằng những hành vi tốt mang đến cảm giác dễ chịu thoải mái cho bản thân và mọi người. Người tử tế là người sống lương thiện, không nghĩ xấu về ai hay làm hại bất kỳ ai, luôn giúp đỡ chia sẻ những khó khăn với người khác tử tế còn thể hiện trong lời nói, suy nghĩ và những việc làm nhỏ nhặt nhất như không nói dối, không nói những lời làm tổn thương đến người khác, đưa trẻ nhỏ người già qua đường. Lối sống tử tế không mua được bằng tiền cũng không trao đổi bằng bất cứ một thứ vật chất nào mà tử tế có được nhờ sự rèn luyện mỗi ngày và luôn có trái tim nhiệt thành. Đầu tiên nên tử tế với chính mình hằng ngày bằng cách yêu thương bản thân chăm lo rèn luyện sức khỏe. Rèn luyện lối sống tử tế bằng cách giúp đỡ mọi người xung quanh ở mọi lúc mọi nơi hãy trở thành một người biết lắng nghe lắng nghe sẽ giúp bạn đồng cảm và nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn đó chính là tiền đề để tạo nên hành động tử tế trong bạn thật tâm quan sát người khác để giúp một ai đó cảm thấy thoải mái hơn bạn nên an ủi người ấy bằng cách quan sát để nhận ra các biểu hiện trên gương mặt từ đó có thể tiếp cận và an ủi họ một cách dễ dàng luôn có một trái tim đồng cảm đồng cảm là sợi dây gắn kết hai trái tim lại với nhau khi có sự đồng cảm chắc chắn đối phương sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu nuôi dưỡng một trái tim chân thành trong mọi hoàn cảnh khi bạn đối xử hay giúp đỡ ai đó bằng cả sự chân thành thì kết quả dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ giúp người khác ấm lòng hãy luôn tử tế với mọi thứ trong cuộc sống này ngay cả động vật nếu bạn luôn đối tốt với con người nhưng tệ bạc với động vật thì cũng được xem như là một con người thiếu tử tế vì suy cho cùng động vật cũng có cảm xúc và cũng đáng được đối xử tốt Rèn luyện qua cách này chắc hẳn lối sống tử tế của bạn sẽ được nâng lên mỗi ngày. i Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 phần 7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.